Như vậy trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì U22 Philippines là đội ra bóng trước trong trang phục màu xanh sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Cơ hội cho các thủ Indonesia. Dứt điểm. Và bay người khá hay của thủ thành Julian Bochon. Vừa rồi là tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu này thuộc về các thủ Indonesia. Phá dứt điểm của tuyến 2 của Witan Suliman. Thời tiết sẽ là một cản trở rất lớn với tốc độ chơi của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Phá dứt điểm của Santana, nhưng đó là một tình thế dứt điểm rất khó của tiền đạo bên phía Indonesia. Tình ném từ đá biên hiếm thấy của dứt điểm. Bóng đi căng và trúng đích đúng vị trí của Julian Bochon. Và dứt điểm hay của tiền vệ trung tâm Rehan Aliyev. Sút nửa này rất chuẩn mực. Bóng đi căng và trúng đích. Đó là một thủ thành tình huống mà thủ thành bên phía Philippines cũng lại rất tập trung. Không được. Cơ hội cho các thủ Indonesia. Tuyến hai không vào. Một tình huống lăn xả của Jaffer Redden khiến cho tình huống dứt điểm của Schroyer đi không trúng đích. Những tình huống xuống bóng thảnh thơi hiếm hoi của các thủ U22 Indonesia. Pha nhả ngược tương đối tốt của Fahmy. Lại là một tiếng lúng túng nữa của các thủ Indonesia. Có lẽ có lỗi việt vị không? Trọng tài biên không phất cờ và Chung Saraja không việt vị. Xem lại pha bóng này. Đúng là số 7 bên phía U22 Philippines không việt vị trong pha bóng vừa rồi. Rất may là thủ thành Satariadi bên phía Indonesia đã băng ra kịp thời. Fahmy, Rio Fahmy. Goal! Lần này thì bàn thắng đã được mở cho U22 Indonesia ở những giây bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Người ghi bàn không ai khác chính là Marcelino Ferdinand. Cầu thủ được đánh giá là nổi bật nhất trong đội hình của U22 Indonesia tại giải đấu năm nay. Sau rất nhiều những tình huống dứt điểm thì các cầu thủ trẻ xứ Vạn Đảo đã có được bàn thắng mở tỷ số. Pha đặt lòng cực kỳ gọn gàng của Marcelino Ferdinand. Người kiến tạo đó là cầu thủ hậu vệ phải Rio Fahmy. Hướng tấn công bên phía cánh phải đang là hướng tấn công chính của các thủ Indonesia trong hiệp 1 trận đấu này. Pha phối hợp hoàn hảo. Lần này thì thủ thành Julian Bochon bên phía Philippines đã không thể xuất sắc được nữa. Quá hay. Không đơn giản khi Marcelino Ferdinand được chơi tại giải Hạng 2 Bỉ và anh cũng đã được thi đấu 4 trận, góp 1 bàn trong màu áo của DSG. Nền tảng thể lực không ổn và khi dâng lên cao để tìm kiếm bàn gỡ sẽ tạo ra rất nhiều khoảng trống để cho các thủ Indonesia có thể khai thác. Vita Suliman, tuyến 2, Marcelino, goal, không vào. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai này thì đã có khoảng trống nơi phòng ngự của U22 Philippines. Pha xử lý rất hay của Marcelino Ferdinand, cầu thủ sinh năm 2004. Lúc này thì Ferdinand mới chỉ 19 tuổi và anh đang là cầu thủ trẻ nhất ở trên sân vào lúc này. Cơ hội tuyến 2 rất thoáng, Marcelino không được. Dứt điểm là hợp lý rồi, thiếu độ chính xác thôi. Pha nhả bóng về tuyến hai rất vừa tầm của Sananta. Xem lại pha bóng này.
huống mà Marcelinho đã tiếp xúc bóng bằng lòng trong không tốt. Ôi, không được. Và bóng bất cần qua phòng ngự Philippines. Sananta đã không thể chiến thắng được hai trung vệ cũng như là thủ thành Mochon bên phía U20 Philippines. Đây là tình huống can thiệp kịp thời của Cominas. Bóng còn. Phạt đền. Đã có phạt đền cho U20 Indonesia. Một tình huống đẩy người lộ liễu. Nếu xử lý chính xác của trọng tài. Pha bật từ 1-2 trung lộ rất hay. Pha lỗi đó là số 2 Santiago Cominas. Cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Indonesia. Xem lại pha bóng này. Đúng là đã có một tiếng đẩy sau. Trong pha bóng rồi chúng ta có thể nhìn thấy sự khôn ngoan đến từ Vita Suleiman. Một những cầu thủ rất dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường SEA Games. Vido Ramahani đối đầu với Bochon. 0-3. Dù kết quả trận đấu này như thế nào nữa thì rõ ràng là thủ thành Julia Bochon của Philippines xứng đáng được nhận những lời khen ngợi. Mà thể hiện xuất sắc của thủ thành bên phía các cầu thủ trẻ của U20 Philippines. Và bắt phạt đền tuyệt vời, xứng đáng với tấm bằng đội trưởng. Hai người đội trưởng đối đầu trên chấm đá phạt 11m và đội trưởng của U20 Philippines đã chiến thắng. Tốc độ của Vita Suleiman. Suleiman dứt điểm không vào. Nỗ lực đeo bám của cao thủ Philippines đó là Rubnico Cominas. Cominas chính là người đã khiến các cầu thủ U22 Philippines phải nhận tình huống đá phạt 11m. Và chính anh cũng là người phạm lỗi với Vita Suleiman ở tình huống đó. Bóng vừa rồi thì Suleiman tiếp tục gây ra rất nhiều những sự vất vả. Zouhari và đập nhà chính xác. Tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ Indonesia. Và đập nhà rất hay. Và người ghi bàn đó chính là cầu thủ vào sân tên người trong hiệp 2 Ivan Zouhari. Một kết quả xứng đáng thôi. U22 Indonesia không chấp nhận tỷ số 1-0. Họ nỗ lực tới cùng. Phần thưởng xứng đáng. Xem lại pha bóng này. Phối hợp của hai cầu thủ vào sân thay người, Chaufani và Zouhari. Và sút chìm đánh bại thủ thành Bochon. Tuy nhiên là Julian Bochon không thể xuất sắc mãi được. Cơ hội Rashman. Quá đẹp bắt. Và bắt là Mimole của Rashman. Bàn thắng đẹp nhất trận đấu này. 3-0. Chỉ trong vòng khoảng 1 phút thôi thì Indonesia đã có 2 bàn thắng để tạo ra một cách biệt lớn trước U22 Philippines. Tinh thần của các thủ trẻ Philippines đã xuống rất thấp sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Zouhari. Và dứt điểm quá hay, quá đẹp mắt. Không thể chê vào đâu được. Kiến tạo thứ hai của Rio Fabi trong trận đấu này. Một ngày mà hậu vệ phải bên phía U22 Indonesia đã chơi rất hay và năng nổ.